lớn con. Con rồi con ơi, ba tới đây hồi nào vậy ba? Ba tới nãy giờ nhưng ba đứng nép sau chuồng trâu nên vô tình ba đã nghe tất cả rồi con à. Sao ba không ở nhà? Ba ra đây chi vậy ba? Cây mãn cầu con trồng lúc trước nay nó có trái, ma con biểu ba đem ra đây cho vợ chồng con ăn lấy thảo. Ba bơi xuồng từ sáng tới giờ mới tới đây, nhưng bây giờ thì chắc con không còn bụng dạ nào để ăn nữa hả con? Không đâu ba ơi, con ăn mà. Con ăn mà ba ơi. Ba đưa mặt cầu để cho con đi ba. Đây nè con, ăn đi con. Mà bóng mình năm xưa đâu còn nữa. Giờ đây trước mặt tôi là một thân hình tiều tỉ héo hon bởi những trận mưa đông. Long ơi nhìn con mà bà không sao ngăn được lệ mình. Bà khóc đây không phải vì khóc cho mình bạc phận, mà khóc cho vùng hồ đồ nông nỗi của ba. Tay người ta sang giàu mà ba chẳng kịp nghĩ suy, đã bắt ép gả con khi tuổi đời còn non dài. Nhưng từng cho con có một cuộc đời tươi sáng, nhưng có ngờ đâu là bóng tối mình mù. Ba, thật lây mười hải ba nước trong giờ đúng chiêu, con chấp nhận cho mình mà. Ba, xin ba đừng tự trách mình như vậy. Dạ là ba chồng con nông dân nhất thời thôi, chứ thật ra ba chồng con cũng thương con lắm ba. Và chồng con cũng dây nữa. Nếu họ thương con thì họ đâu xem con như cầm thú. Nếu thương con thì con đâu ăn uống bên dĩa. Và con đâu phải tàn tạ như vậy.
đâu phải nấn thân vết bầm ngang dòng, đâu phải ngàn ngào trong cả nước mắt chan cơm. Trời ơi, con tôi từ khi lọt lòng cho đến lúc thành nhân, tôi chưa đánh nó một bạc tay, chưa lời nặng nhẹ. Vậy mà hôm nay người ta đánh đập kẻ khinh, còn thua là cho giữ nhà. Lộn ơi, chặt ba chết qua con ơi, ba chết mất con ơi. Ba đừng xúc động quá ba, ba dặn xuống đi. Ba cũng có bề gì thì tội của con cũng nặng hơn nữa ba. Thà là ba chết còn hơn, chính ba đã đẩy con vào bóng tối. Giờ đứng nhìn con kêu gào, mà ba chỉ bỏ ta như vậy. Ba ơi, có cha mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc ấm êm? Con đau bụng chứ ba như trăm ngàn chết tiếc. Ơn nghĩa sinh thành nuôi dưỡng thương yêu, con chưa bao năm mà giờ đây cũng làm mẹ cha đau khổ. Từ cổ chí kim đã tạo thành quy luật, ba nước mười hai đục chiều trong giờ. Nếu lỡ xảy ra những điều đáng tiếc, tôi vẫn thiếu con khờ một chồng chân thêm sâu. Bây giờ ba biết làm sao đấy con? Ba ơi, nếu được con, xin ba hãy về đi ba. Ba về thì đành rồi, nhưng nhìn con đau khổ như vậy, ba cầm lòng không có đặng con ơi. Còn nếu như bắt con về thì... Không được đâu ba ơi, con không thể về với ba được đâu. Vì cơ hội đã một thì phải đợi mười. Cha thấy mình bây giờ thì ba cũng biết rồi đó. Bán cả nhà cửa ruộng vườn thì ba cũng đâu có ngại. Nhưng ba chỉ ngại miên đời tái tiếng thị phi, nó sẽ kéo dài muốn vỡ con. Con gái lấy chồng mà bị trả về là cứ gây hư, ba làm sao chịu nổi sự nhục nhã này hả con? Ba ơi, nhưng con không hề hư thân bất thân ba. Chuyện đó thì mình biết, chứ thiên hạ đâu có hiểu cho mình. Rồi biết má con có chịu nổi sự dèm cả với căn bệnh già nay ốm mai đau như ngàn cân treo sợ tộc. Rồi mai mốt thác xuống cửa thuyền, ba còn mặt mũi nào mà nhìn ông bà hả không? Thôi ba về đi ba ơi, con không thể về như ba thương đâu ba ơi. Xin ba hãy tha tội cho con bất hiếu. Thôi thì cuộc đời có mấy mươi năm, con hãy ráng mà chịu đựng, ráng chịu đựng cho qua cái kiếp này nghe con. Ba về nghe con, răng mà bảo trọng thân mình. Ba không còn cách nào để cứu con rồi con ơi. Ba về nghe con. Ba dư là bao hiếu. Đứng lên đi con.
ba về, không biết chừng nào ba mới gặp lại con. Long ơi, miên đời ác lắm con ơi, ráng cẩn thận giữ gìn, đừng để gia đình mình mang tai tiếng, nghe không? Ba về.